Dạ Hân, xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 856. Vào, cả ba người đều như ngừng thở. Cô Minh Nguyệt, chúng tôi phải vào đâu? Hồng Nương vội hỏi. Bên trong, Ám Minh Nguyệt chỉ ngọn núi đá. Trong này có bí mật quan trọng của rừng rậm U Minh, nhưng bên trong đó quá nguy hiểm. Trước đó, tôi đã phái hai mươi mấy người vào, nhưng tất cả đều chết hết. Bây giờ tôi cần phái người thu nhập thông tin trong đó, từng bước loại trừ nguy hiểm. Chờ khi nào làm rõ mọi thứ trong đó thì sẽ vào để khai quật bí mật kia. Vậy là cô Minh Nguyệt muốn bảo chúng tôi vào đó chịu chết ư? Sắc mặt Hồng Nương trắng bệch vì sợ hãi. Có thể hiểu như vậy. Ám Minh Nguyệt vén mái tóc dài, đôi mắt đen láy, váy dài màu đen phối với mái tóc màu đen khiến cô ta trông giống như một viên ngọc trai đen. Cô Minh Nguyệt, xin cô hãy tha mạng. Bố tôi là Thương Lan Võ Thần. Xin cô hãy nể mặt bố tôi tha mạng cho tôi đi. Thương Lan Phúc vội kêu lên, hy vọng có thể thông qua thân phận này để Minh Nguyệt tha cho mình. Nào ngờ, vừa dứt lời, đôi lông mày đen như mực của Ánh Minh Nguyệt bỗng nhíu lại. Cô ta nhìn chằm chằm Thương Lan Phúc, mặt không cảm xúc nói. Thương Lan Võ Thần ở Long Mạch dưới lòng đất có mấy chục người con. Anh là người nào? Tôi tên Thương Lan Phúc. Hóa ra là đứa con riêng vô dụng kia. Cô Minh Nguyệt. Búp. Thương Lan Phúc còn định nói gì đó, nhưng người bên cạnh đã đi tới cho hắn một cái bạt tai, nhảy đom đóm. Thương Lan Phúc không kịp đề phòng, khuôn mặt sưng phù lên, khóe môi còn rỉ ra máu tươi. Anh tưởng nhắc đến tên bố anh là tôi sẽ nể mặt anh sao? Tôi nói cho anh biết, trong mắt Ám Minh Nguyệt tôi, cho dù là võ thần thì tôi cũng không nể mặt. Huống hồ anh chỉ là đứa con riêng bị người ta vứt bỏ. Ám Minh Nguyệt vô cảm nói, tốt nhất các anh hãy ngoan ngoãn vào đó, thu thập thông tin cho tôi. Nếu các anh tốt số thì có thể sống sót trở ra, tôi sẽ tha cho các anh. Nếu các anh không nghe thì tôi cũng không ngại xử quyết luôn tại đây. Ám Minh Nguyệt, cô... Thương Lan Phúc tức đến nỗi toàn thân run rẩy. To gan, dám gọi thẳng tên cô chủ, mày chán sống à? Người bên cạnh nổi giận, lại cầm chuôi kiếm trúc hai cái vào bụng Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc đau đến mức co rúm cả người, đối phương vẫn không khách khí, còn định ra tay. Lâm Minh không nhịn nổi nữa, lập tức lên tiếng. Đừng đánh nữa, nếu anh ta bị thương, anh ta không đi được thì anh đi thay thế nhé. Người kia khựng lại, nhìn Lâm Minh chầm chầm rồi lại nhìn về phía Ám Minh Nguyệt. Chỉ thấy cô ta phất tay, người kia liền lùi lại. Ám Minh Nguyệt liếc nhìn Lâm Minh, cũng không hiểu nhiều lời, xoay người rút thanh kiếm đen trong tay ra, chém về phía núi đá phía trước. Keng! Thanh kiếm đen nhanh mạnh tàn át, kiếm phí phiêu giật, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Khi kiếm quang giáng xuống, núi đá phía trước phát ra âm thanh ầm ầm. Sau đó, một lối vào xuất hiện trước mặt mọi người. Vào hoặc là chết, các anh chọn đi. Ám Minh Nguyệt vung kiếm một cái, tra vào trong vỏ, bình thản nói. Thương Lan Phúc đỡ bớt đau hơn, nắm tay siết chặt, nhìn Ám Minh Nguyệt với ánh mắt căm hận, dường như muốn liều mạng với cô ta. Đừng kích động, vào trong rồi tính. Lâm Minh bỗng nhỏ giọng nói. Thần Y Lâm. Thương Lan Phúc có chút cả kia nhìn Thần Y Lâm. Nếu anh thách thức trở mặt với cô ta thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Với tình trạng của anh hiện giờ, còn chẳng đánh nổi một thị vệ bên cạnh của cô ta ấy. Nhưng chết trong tay cô ta còn hơn là chết không rõ ràng trong đó. Vậy đó chưa chắc sẽ là chết. Sao anh không cược một ván? Việc này, nếu chúng ta quả thực không đối phó được với hung hiểm trong đó thì liều mạng với cô ta cũng không muộn. Lâm Minh lại khuyên. Thương Lan Phúc trầm tư một lát, chỉ đành kiềm chế lửa giận, gật đầu nói. Được, tôi nghe anh. Đi, Lâm Minh nói, rồi đỡ Thương Lan Phúc đi về phía núi đá. Cô Minh Nguyệt. Hồng Nương nhìn Ám Minh Nguyệt, còn định cầu xin, nhưng đối phương chẳng thèm nhìn bà ta một cái. Hồng Nương không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành thở dài một tiếng, đi theo sau Lâm Minh, ba người tiến vào núi đá. Ầm, ầm, lối vào nứt ra trên núi đá liền khép lại. Tôi thấy ba người này cũng không cầm cự được bao lâu đâu. A Cẩu, anh đi bắt thêm mấy người nữa đi. Nghe đây, ẩn giấu thân phận, đừng để bị lộ, tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bố tôi và tôi. Vâng, cô chủ. Người đàn ông tên A Cẩu gật đầu, lập tức dẫn người chạy ra ngoài rừng rậm U Minh. Trong lúc đó,
Ba người Lâm Minh vừa bước vào núi đá, lối vào ở phía sau liền tự động khép lại. Thường Lan Phúc vội đi thăm dò, nhưng khí ý bên trong núi còn mạnh mẽ hơn, hắn còn không xoay nổi người. Chúng ta khỏi ra ngoài rồi. Thường Lan Phúc cắn răng nói, đây sẽ là mồ chôn của chúng ta. Không ngờ tôi lại chết cùng với hai cậu ở đây. Hồng Nương mỉm cười chua chát, ánh mắt đầy bi quan. Khí tức trong này dày đặc đến mức bà ta cũng không dám chống lại được. Nhưng Lâm Minh không hề tuyệt vọng. Anh hít sâu một hơi, lại huy động xương chí tôn. Một luồng sáng vàng bỗng tỏa ra từ người anh. Lâm Minh hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống. Anh kinh ngạc phát hiện ra xương chí cốt trong người mình đã thăng cấp mạnh hơn. Quát con, cậu dùng chiêu pháp gì vậy? Cả người cứ lập lập lòe lòe. Cậu tưởng mình là đom đóm đấy à? Hồng Nương vốn đang cáu kỉnh bực bội, thấy người Lâm Minh không ngừng tỏa ra ánh sáng thì càng tức giận hơn. Lâm Minh nhìn bà ta một cái, bỗng ngừng cười, bình thản nói, nếu bà khó chịu thì đi trước đi. Hồng Nương không nói gì, rút kiếm bên hông ra kê vào cổ Lâm Minh, lạnh lùng nói, đừng nhiều lời với tôi, cậu đi trước dò đường đi. Nhưng Hồng Nương vừa dứt lời, ngón tay Lâm Minh đã kẹp lấy lưỡi kiếm của bà ta nhanh như chớp, rồi phát lực mạnh. Hơi thở của Hồng Nương trở nên run rẩy, lập tức rút kiếm khỏi cổ Lâm Minh. Nhưng dù bà ta dùng sức đến đâu cũng vô ích, sao kình lực của tên này lại mạnh như vậy? Ánh mắt của Hồng Nương chứa đầy sát khí, còn định ra tay. Nhưng lúc này, Thương Lan Phúc nhỏ giọng hỏi, hai người đừng cãi nhau nữa, để tôi đi đừng dò trước. Hồng Nương sửng sốt, Thương Lan Phúc đi thẳng về phía trước, đầu cũng không ngoảnh lại. Lâm Minh nhìn hắn, ngón tay động đậy để thanh kiếm kia trở lại. Hồng Nương có chút lảo đảo, nhìn chằm chằm Lâm Minh, đáy mắt khóe lên một tia kiêng dè. Bên trong núi đá là một đường hầm thông xuống lòng đất, thông qua quái thạch lởm chởm, không hề ngay ngắn, giống như có người dùng tay đào bới từng chút một. Trong này tối như hũ nút, dựa vào ánh sáng vàng tỏa ra từ người Lâm Minh, ba người mới miễn cưỡng nhìn rõ đường đi. Thương Lan Phúc trong lòng nguội lạnh, bình thản tiến về phía trước. Hồng Nương lo lắng quan sát xung quanh. Lâm Minh vừa nhìn xung quanh, vừa hấp thu khí tức trong núi đá. Khí tức trong núi đá có độ mạnh cao hơn, độ nồng thuần hơn. Lâm Minh chỉ cần huy động xương chí tôn một chút là chúng không ngừng ùa vào người anh. Xương chí tôn trở nên nóng rực, năng lượng phóng ra bắt đầu lan khắp các kinh mạch toàn thân Lâm Minh. Cứ tiếp tục như thế này, xương chí tôn không những còn có thể nâng cấp lên một cấp, mà e là tu vi của anh cũng không được nhờ xương chí tôn mà đột phá quy mô nhỏ. Bộp, đúng lúc này, một âm thanh quái dị vang lên. Thường Lan Phúc đang đi về phía trước, liền khựng lại, rút kiếm ra, đanh mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy đường hầm phía trước, vốn tối đen, bỗng xuất hiện rất nhiều quầng sáng màu xanh lam nhạt. Các vầng sáng giống như từng hoa văn, trôi dạt trong không trung, nhìn rất quỷ dị. Đây là gì vậy? Thường Lan Phúc nhìn những hoa văn kia, trầm giọng quát. Hình như là kết giới. Hồng Nương sửng sốt, sắc mặt bỗng thay đổi. Nguy rồi, mau phòng ngự. Dứt lời, Hồng Nương lập tức huy động sức mạnh phi thăng, tạo một luồng khí phóng ngự. Thương Lan Phúc kinh ngạc, cũng vội vàng huy động sức mạnh, chuẩn bị dựng lên phòng ngự. Chỉ thấy những quầng sáng như hoa văn kia đã ập về phía ba người. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bỗng lên tiếng. Phòng ngự cũng vô ích. Thương Lan Phúc, anh muốn sống thì chủ động tấn công đi. Tấn công? Thương Lan Phúc ngoảnh mặt lại, nhìn Lâm Minh với ánh mắt khó tin. Trước đó Á Minh Nguyệt đã không phái ít cao thủ vào đây, trong đó chắc chắn cũng có người mạnh hơn anh. Nhìn dưới chân anh đi, toàn là máu, cho thấy bọn họ không phòng ngự được. Nếu bọn họ đã không làm được, thì anh còn phòng ngự làm gì? Lâm Minh trầm giọng nói. Thương Lan Phúc cúi xuống nhìn, quả nhiên dưới chân ba người toàn là máu thịt lầy lội. Hắn nghiến răng lại, rút thanh kiếm sắc ra, chém về phía quầng sáng đang đánh tới. Xoẹt, quầng sáng lập tức nứt ra, nổ thành vô số mảnh vụn, cắt về phía Thương Lan Phúc như mưa. Thương Lan Phúc vừa cuống vừa sợ. Thương Lan kiếm pháp, hắn gầm lên một tiếng, điên cuồng múa thanh kiếm trong tay, kiếm ảnh trùng trùng đánh về phía những mảnh vụn kia như rời non lấp bể. Lúc này Thương Lan Phúc đã không còn sợ sống chết nữa, thế nên cực kỳ dũng mãnh. Thương Lan kiếm pháp múa ra cũng cực kỳ có uy lực. Lâm Minh ở phía sau lặng lẽ nhìn, trong lòng thầm kinh hãi. Đây chính là Thương Lan kiếm pháp mà Thương Lan võ thần lấy làm kiêu ngạo sao?
Quả nhiên huyền diệu. Anh đứng đó nhìn, thầm ghi nhớ từng chiêu, từng kiếm. Mặc dù Thương Lan Phúc cực kỳ dũng mãnh, nhưng dù sao thực lực vẫn có hạn. Sau khi chiến đấu một lúc, cơ thể hắn bị các mảnh sáng cắt rách nhiều chỗ. Lâm Minh biết nếu không ra tay, Thương Lan Phúc nhất định sẽ chết. Vèo vèo vèo, Lâm Minh vận khí, Hồng Mông Long Châm bay ra ngoài, đâm vào cánh tay hắn, tăng tốc độ và sức mạnh của cánh tay. Nhiều châm bạc đâm vào cơ thể, phục hồi vết thương trên người. Được Lâm Minh trợ giúp, áp lực của Thương Lan Phúc giảm bớt, kiếm trong tay vung ra, phóng khoáng hơn. Hả? Hồng Nương ở phía sau nhíu mày, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt sâu xa. Với sự nỗ lực của cả hai, những mảnh ánh sáng cuối cùng cũng bị đập vỡ rồi biến mất. Thương Lan Phúc thở hổn hển, quay đầu nhìn Lâm Minh, khản giọng nói. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây. Thật ra tôi giúp anh cũng là giúp chỉ chính mình. Lâm Minh nhìn dấu vết do vầng sáng để lại, khẽ nói. Đường hầm này rất thô sơ, không thể lắp đặt bất kỳ cơ quan nào ở đây. Chúng ta gặp phải nguy hiểm, phần lớn là do kết giới người xưa để lại. Nếu là kết giới thì sẽ dễ dàng ứng phó. Chúng ta có thể tập hợp sức mạnh của 3 người thành 1 người, tiến về phía trước. Đường hầm không quá sâu, có lẽ chúng ta sẽ sớm khám phá ra bí mật bên trong. Ồ, thằng nhóc danh nhà cậu làm sao vẻ cao thủ gì chứ? Kinh nghiệm của bà đây còn nhiều hơn cậu gấp 100 lần đấy. Hồng Nương khinh thường cười khẩy, thấp giọng nói. Đường hầm này tuy nhìn thô sơ, nhưng chắc chắn là mộ của một vị cao nhân nào đó. Mà đã là mộ, sao có thể không có bẫy chứ? Vậy ý của bà là gì? Không phải cậu rất có bản lĩnh sao? Hai người vào đi, tôi chờ ở đây. Hồng Nương nhún vai nói. Cho nên bà dự định nếu chúng tôi chết ở trong đó, bà sẽ ra ngoài báo cáo kết quả, có phải không? Lâm Minh cau mày hỏi. Đúng vậy, dù báo cáo kết quả với Ám Minh Nguyệt hay báo cáo kết quả với Võ Thần Thương Lan đều là kết quả tốt nhất. Hồng Nương cười nói. Bà ta vốn không có ý định mạo hiểm, cho dù là đến đây, dĩ nhiên vẫn lựa chọn bao bò giữ mình. Có 3 người, tôi nghĩ khả năng đột phá thành công nơi này rất cao. Thằng danh ngu dốt, cậu thì biết cái gì? Hồng Nương tỏ vẻ khinh thường. Lâm Minh lắc đầu, xoay người nhìn Thương Lan Phúc. Lúc này, vẻ mặt hắn đầy tức giận, cầm chặt kiếm trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm Hồng Nương như chuẩn bị ra tay. Đừng lãng phí khí lực vào những việc vô ích, chúng ta vào trong thôi. Lâm Minh lạnh lùng nói. Chúng ta đi vào cũng sẽ chết, chỉ bằng ép và ta vào cùng. Thương Lan Phúc khản giọng nói. Không cần lãng phí khí lực và thời gian tranh cãi với bà ta, chỉ cần nghe theo tôi đảm bảo anh có thể sống sót ra khỏi đây. Lâm Minh nói. Khoác lác thì ai mà chẳng biết chứ. Hồng Nương mỉm cười. Lâm Minh lười nói chuyện với bà ta, chỉ nhìn Thương Lan Phúc. Khuôn mặt Thương Lan Phúc đành lại, suy nghĩ trong chốc lát, hít một hơi rồi nói. Không ngờ vào thời khắc sống chết này, người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng lại là anh. Người tôi quen biết chưa đến 1 ngày. Vận mệnh luôn vô thường mà. Đi thôi. Thương Lan Phúc xoay người đi vào bên trong, Lâm Minh đuổi theo. Tôi cho các cậu 1 tiếng, nếu 1 tiếng sau không ra, tôi chỉ có thể đi báo cáo. Hồng Nương cười nói, ngồi xuống xếp bằng, giữ gìn thể lực. Mọi chuyện đúng như Lâm Minh dự đoán. Không lâu sau, khi 2 người tiến sâu vào trong, lập tức nhìn thấy một bức kết giới đang đánh đến. Cường độ của kết giới này rõ ràng cao hơn lúc trước, không biết bao nhiêu lần. Hơi thở của Thương Lan Phúc trở nên dồn dập, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Đừng sợ, chúng ta không có đường lui, dùng hết thực lực, tôi sẽ giúp anh. Lâm Minh khẽ nói, lấy Hồng Mông Lâm Châm ra, đồng thời rút Thiên Sinh Đao, sức mạnh chữa lành dập dờn bao quanh cơ thể anh. Giờ phút này, anh chính là ông bố bỉm sữa hàng đầu thế giới. Cảm nhận được sức mạnh chữa lành tỏa ra từ cơ thể Lâm Minh, Thương Lan Phúc cũng bối rối, cũng từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm vào kết giới, hung hăng chém thẳng vào nó. Bang! Ngay khi lưỡi kiếm chạm vào kết giới, không ngoài dự đoán, kết giới nổ tung. Nhưng lần này, những mảnh vụn vỡ ra từ kết giới dường như có chiêu pháp, không còn ngẫu nhiên tấn công Thương Lan Phúc nữa, mà đỡ đòn và công kích có quy luật. Trong đường hầm chật hẹp này, Thương Lan Phúc khó mà thi triển tài nghệ của mình. Hơn nữa, kết giới có cường độ rất đáng sợ, chỉ mới giao tranh chưa đầy 1 phút, cả người Thương Lan Phúc đã đầy vết thương, máu chảy ồ ạt. Lâm Minh lập tức thúc giục Hồng Mông Long Châm, đâm khắp cơ thể hắn. Sức mạnh chữa lành vô tận không ngừng tuôn ra, chỉ thấy da thịt bị cắt đứt, nhanh chóng lành với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đúng là châm thuật kỳ diệu. Thương Lan Phúc nhìn vết thương trên người, trên mặt lộ vẻ khó tin. Hắn không có cảm giác châm bạc đâm vào cơ thể, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể có vô số dòng nước ấm chảy xiết.
Khó tin hơn nữa là dưới dòng nước ấm này, hắn gần như không thể cảm nhận được cảm giác đau đớn do mảnh vụn của kết giới cắt vào người. Ngẩn ra làm gì? Mau giải quyết đi! Lúc này, Lâm Minh đột nhiên quát, Thường Lan Phúc lấy lại tinh thần, ánh mắt ác liệt, vung dậu kiếm trong tay, áp chế những mảnh vụn trong chốc lát. Khó mà tin được, nhưng vào lúc này, vụt, một luồng ánh sáng ác liệt, bất thình lình từ trong bóng tối lao ra. Thường Lan Phúc ngước mắt nhìn, hơi thở run rẩy, không dám tin vào mắt mình. Không ổn, lại có kết giới. Đừng sợ, tôi không cản được nữa, tránh ra. Thương Lan Phúc quay đầu gào lên, sau đó cầm kiếm lao về phía trước, định phá vỡ kết giới đột nhiên tập kích này. Hai mắt Lâm Minh nheo lại, lập tức điều khiển mông long châm đâm mạch vào mạch máu của Thương Lan Phúc. Ầm, khoảnh khắc thanh kiếm va chạm với kết giới, sức mạnh hủy diệt ngay lập tức nở rộ, xuyên thẳng qua đường hầm. Hồng Nương đang đứng ở lối vào, như nhận ra điều gì đó, lập tức triển khai phòng ngự, lồng khí bảo vệ trước mặt dựng lên vô số. Khi bà ta vừa triển khai xong lớp phòng ngự, sức mạnh hủy diệt đã đánh đến dọc theo đường hầm. Bụp, lực xung kích dữ dội đẩy bà ta bay về phía sau, Hồng Nương đứng dậy, phun ra máu tươi. Hai người này xong đời rồi. Bà ta ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn vào chỗ sâu trong đường hầm, lẩm bẩm. Lúc này, Lâm Minh đã thúc giục xương chí tôn đến cực hạn. Quanh cơ thể đều là sức mạnh hủy diệt, đòn đánh này có cường độ cao đến mức khiến người ta phẫn nộ. Nếu không có xương chí tôn phối hợp với sức mạnh này thì Lâm Minh cũng không chắc mình có cầm cự được hay không. Anh nhìn khắp người, thấy không có gì nghiêm trọng sau khi xương chí tôn liên tiếp được cường hóa lực phòng ngự đã trở nên quá kinh khủng. Nhìn về phía Thường Lan Phúc, lúc này hắn rất thảm thương. Tay chân bị đứt lìa, đầu bị chặt một bên, trên người gần như không còn miếng thịt nào hoàn hảo. Máu thịt không rõ, khiến người xem phải giật mình. Nếu trước đó Lâm Minh không dùng hồng mông long châm bảo vệ mạch máu của hắn, thì thời khắc này hắn đã chết rồi. Hai mắt của Thương Lan Phúc mở to, thở hổn hển, miệng đầy máu không cam lòng nhìn Lâm Minh. Rõ ràng hắn chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Lâm Minh chậm rãi đi đến, xách thiên sinh đao chém về phía hắn. Vèo! Ánh sáng trắng lập tức bao trùm Thương Lan Phúc, sau đó cơ thể vỡ nát của Thương Lan Phúc từ từ lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong vài chục giây, cả người dường như đã khôi phục như lúc ban đầu, Thương Lan Phúc choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn khắp cơ thể mình, sau đó kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Ơ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi đã nói, có tôi ở đây, anh sẽ không chết, Lâm Minh lạnh lùng nói. Thương Lan Phúc cảm thấy khó tin, hắn biết Lâm Minh rất mạnh. Nhưng không ngờ thủ đoạn của Lâm Minh lại phi thường đến thế. Vết thương nặng đến mức đó, cho dù bố hắn có đến thì cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể cứu sống được. Rốt cuộc, anh là ai? Thương Lan Phúc nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi. Anh rất muốn biết sao? Tôi không biết võ kỹ của anh mạnh tới đâu, nhưng y thuật của anh e rằng cũng thuộc hàng cao nhất ở Long Mạch dưới lòng đất. Tôi chỉ có thể nói với anh, tôi không phải người của Long Mạch dưới lòng đất. Lâm Minh bình tĩnh nói tiếp. Những chuyện khác sau này, tôi sẽ nói với anh sau, chúng ta vào bên trong trước đi. Còn đi nữa hả? Vẻ mặt của Thương Lan Phúc hơi do dự. Sức mạnh của kết giới vừa rồi đã vượt qua giới hạn của tôi. Nếu lại gặp phải kết giới mạnh hơn nữa, cho dù anh có dùng kim bạc để bảo vệ mạng sống của tôi cũng sẽ không thể chống đỡ được. Chống đỡ? Tại sao phải chống đỡ? Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh nói. Không phải, chặn hết kết giới lại là xong chuyện rồi sao? Chặn? Chuyện này sao tôi có thể làm chứ? Thương Lan Phúc kinh ngạc nói. Kiếm pháp của anh là kiếm pháp của Thương Lan võ thần đúng không? Lâm Minh hỏi. Đúng vậy, nhưng thiên phú của tôi cực kỳ kém, học tập lại không tốt, không thể thành thạo được các phương pháp của người đàn ông đó. Tới tận bây giờ, chỉ có mới thành thạo được một nửa thôi. Thương Lan Phúc chán nản nói. Tôi nhìn ra được kiếm kỹ của anh có quá nhiều vấn đề. Nghe đây, lát nữa tôi sẽ chỉ huy, anh thực hiện, hiểu chưa? Lâm Minh nói. Anh chỉ huy? Chỉ huy cái gì cơ? Thương Lan Phúc ngơ ngác hỏi. Chỉ huy kiếm kỹ của các anh. Cái gì? Thương Lan Phúc trố mắt kinh ngạc hỏi. Thần Y Lâm, kiếm kỹ này của tôi. Nhưng người đó là võ thần. Sự tinh tế của kiếm kỹ này, anh có nhìn thấu được không? Không khó lắm. Nhưng sao vậy? Không tin tôi hả? Không phải. Những lúc như này tôi không tin anh thì tin ai đây? Thương Lan Phúc hít sâu một hơi, khản giọng nói. Vậy thì thử một chút đi. Ừ. Lâm Minh gật đầu. Thương Lan Phúc lại đi về phía trước. Chưa đi được mấy bước, kết giới lại xuất hiện. Cường độ xuất hiện lại tăng lên, vẻ mặt của Thương Lan Phúc đành lại. Còn chưa đến gần kết giới, khí tức hủy diệt đáng sợ đã tràn tới. Cả người Thương Lan Phúc run lên, đến lúc này rồi, hắn không còn lựa chọn nào khác. Nhưng, ngay lúc Thương Lan Phúc chuẩn bị giơ kiếm lên chém, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng.
dồn khí lại, dùng kiếm chém về hướng đông nam. Thương Lan Phúc ngẩn người, nhưng lập tức làm theo. Vụt, thanh kiếm sắc bén đâm vào kết giới đang lao tới, loảng xoảng. Kết giới lại nổ tung thêm một lần nữa, biến thành vô số mảnh vụn. Tuân thủ nghiêm ngặt kiếm tâm, dùng khí kiểm soát. Thương Lan Phúc thu kiếm lại thêm một lần nữa, ngón tay vuốt lên thân kiếm, xoẹt, kiếm khí vô tận bùng phát, đập vào các mảnh vỡ của kết giới. Hồng Hộc lối vào đường hầm. Hồng Nương mất một lúc mới ổn định lại, bà ta nhìn vào đường hầm tối tăm, quay người lách ra khỏi lối vào. Bà ta dùng hết sức lực đi đến gần cửa ra vào của núi đá, lập tức hít một hơi, rồi chém vào cửa. Ầm ầm, cửa ra vào núi đá từ từ mở ra. Bộp, bịch. Hồng Nương lập tức ngã ra ngoài, rơi xuống chân núi đá. Đám người Á Minh Nguyệt đang đợi ở xung quanh lập tức nhìn sang. Cô chủ, bọn họ ra rồi, có người kêu lên. Hứ? Ánh Minh Nguyệt rất ngạc nhiên, bước thẳng tới. Cô chủ, tha mạng. Hồng Nương yếu ớt nói, việc lao ra bên ngoài đã tiêu hao toàn bộ khí lực của bà ta. Hiện giờ bà ta chỉ có một con cừu non chờ bị làm thịt, có thể bảo vệ được mạng sống của mình là tốt lắm rồi. Hai người còn lại đâu rồi? Á Minh Nguyệt nhìn về phía núi đá đang dần đóng lại, lạnh lùng hỏi. Cô chủ, bọn họ chết rồi, chúng tôi hoàn toàn không thể đi vào. Hồng Nương chật vật ngẩng đầu lên nói. Không thể đi vào? Vậy tại sao bà không chết luôn ở trong đó? Cô chủ, tôi đã thoát chết trong gang tấc. Xin cô hãy nể tình tôi đã vào sinh ra tử vì cô mà bỏ qua cho tôi. Hồng Nương run rẩy nói. E rằng rất khó, chuyện này quá mất mặt. Nếu chuyển ra bên ngoài sẽ hủy diệt danh tiếng của tôi. Chắc bà cũng hiểu chứ. Á Minh Nguyệt lạnh lùng nói, sau đó từ từ rút ra thanh kiếm màu đen ở bên hông ra, sát khí cuồn cuộn. Hồng Nương bị dọa ngu người, vội vàng nói. Cô chủ, đừng giết tôi. Thế này đi, tôi sẽ vào lại trong đó dò đường, có được không? Bà đã như vậy rồi, thì dò đường kiểu gì được nữa? Cho tôi một chút thời gian, tôi hồi phục sức lực, xong là vào ngay. Khuôn mặt Hồng Nương tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Á Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, mặt vô cảm nói. Được, tôi cho bà một cơ hội. Bà có thể thoát chết, nên cũng coi như đã có kinh nghiệm ở trong đó. Lát nữa tôi sẽ dẫn một nhóm người tới, bà và bọn họ sẽ đi vào. Có bà ở đó, cơ hội thành công có lẽ sẽ cao hơn nhiều. Đúng, tôi đã quen thuộc ở trong đó rồi, quen rồi. Hồng Nương vội vàng nói. Á Minh Nguyệt vung tay lên, ném mấy viên thuốc xuống đất. Hồng Nương vội vàng nhặt lên, rồi nuốt vào bụng. Sau khi đan dược vào trong bụng, cuối cùng kinh khí của bà ta mới hồi phục lại một chút. Cảm ơn cô chủ, cảm ơn. Hồng Nương vội vàng quỳ lạy. Á Minh Nguyệt không để ý bà ta, nhắm mắt lại im lặng chờ đợi. Không lâu sau, có một nhóm người đi tới từ đằng xa. Cô chủ! Đám người đi đến cúi chào Á Minh Nguyệt. Á Minh Nguyệt liếc nhìn người này, đối phương cũng quan sát cô ta. Khi nhìn thấy người kế vị võ thần Á Minh Nguyệt, vẻ mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Thực lực của người này khá mạnh. Vào thôi. Á Minh Nguyệt không nói nhảm nữa, lại chém núi đá ra, rồi nói với Hồng Nương. Bà, dẫn đội đi. Kết giới ở trước mặt nổ tung. Thương Lan Phúc cầm kiếm quỳ xuống đất, thở hồng hộc. Hắn bị thương khắp người, áo khoác đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng vào giây tiếp theo, một lưỡi dao đâm tới, ánh sáng màu trắng dịu dàng bao trùm cơ thể, nhanh chóng làm lành các vết thương trên người hắn. Thương Lan Phúc lại khôi phục trạng thái như ban đầu. Thật không thể tin được. Thương Lan Phúc ngơ ngác nhìn thanh kiếm của mình, khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin. Anh chỉ bị một chút vết thương ngoài da, huống hồ chỉ cần anh không chết thì việc phục hồi lại chẳng có gì khó khăn cả. Lâm Minh thu đao lại, bình tĩnh nói. Tôi không để ý đến điều đó. Thương Lan Phúc lắc đầu, vẻ mặt hơi kích động. Thần Y Lâm, những lời khuyên của anh về kiếm thuật của tôi thật đáng kinh ngạc. Thật sao? Rõ ràng là anh không hiểu rõ kiếm thuật của tôi, nhưng lại có thể phát hiện được chính xác những kiếm khuyết trong kiếm thuật của tôi. Đã là thế, còn có thể nói cho tôi biết cách sử dụng như thế nào là tốt nhất. Anh biết không, những gì anh vừa sửa lại cho tôi không hẳn là lỗi của tôi, nhưng khi tôi vung kiếm lên theo lời của anh, hiệu quả được tạo ra còn mạnh hơn cả chiêu thức ban đầu nữa. Đôi mắt của Thương Lan Phúc nóng rực. Theo hắn thấy, thần Y Lâm ở trước mặt chắc chắn là một thiên tài kiếm đạo hiếm có. Nếu hắn có thể bước vào con đường kiếm đạo, e rằng thành tích của hắn sẽ không thấp hơn của bố. Tuy tôi không thể biết kiếm thuật của anh, nhưng tôi đã quan sát sơ bộ lúc anh chiến đấu trước kia rồi. Nói chung là cũng biết chút đỉnh. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thần Y Lâm đã hiểu kiếm thuật đến cấp độ nào rồi? Thương Lan Phúc hỏi. Tôi không biết nhiều về kiếm chiêu. Thật ư? Thương Lan Phúc trợn mắt, càng ngạc nhiên hơn.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi đột ngột lấy một quyển sách ở trên người ra đưa cho Lâm Minh. Thần Y Lâm, xin hãy nhận lấy vật này. Lâm Minh nhìn nó, không khỏi giật mình. Thương Lan kiếm quyết. Đây có phải là phần tinh túy nhất trong kiếm thuật của Thương Lan võ thần không? Đúng vậy. Anh cho tôi cái này để làm gì? Lâm Minh hoang mang hỏi. Đột nhiên, Thương Lan Phúc quay người lại, quỳ xuống dập đầu trước Lâm Minh. Thần Y Lâm, nếu anh không chê, tôi muốn nhận anh làm thầy. Vừa rồi tôi đã nói với anh rằng tôi không thành thạo bất kỳ kiếm chiêu nào, không dạy cho anh được gì. Nếu anh muốn học y như tôi, có thể cho anh vài lời khuyên. Lâm Minh bình tĩnh nói. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Thương Lan Phúc, anh nhìn ra được lòng dạ của người này không hề xấu. Nếu không có cú tát ở tòa nhà treo thưởng đó thì mọi chuyện cũng sẽ không ầm ĩ đến mức này. Thần Y Lâm, có thể anh không thành thạo bất kỳ kiếm chiêu nào, nhưng sự hiểu biết của anh về kiếm thuật lại quá phi thường. Nếu như anh có thể đọc thuộc được Thương Lan kiếm quyết, chắc chắn sẽ có thể hoàn thiện được quyển kiếm quyết này, chỉ dẫn được cho tôi. Bằng cách này, kiếm thuật của tôi chắc chắn sẽ tăng lên vùn vụt, sẽ không bị ai coi thường nữa. Đôi mắt của Thương Lan Phúc nóng rực, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Hóa ra, hắn có ý này. Lâm Minh lặng lẽ nhìn hắn, hờ hững nói, nếu vậy thì tôi có ích lợi gì? Câu hỏi vừa dứt lời, Thương Lan Phúc chợt nhận ra, hắn ngơ ngác nhìn Lâm Minh, há miệng nhưng không biết nói gì. Đúng vậy, tại sao Lâm Minh phải nhận hắn làm đồ đệ cơ chứ? Nếu không phải vì hắn, Lâm Minh cũng sẽ không vì bị Thương Lan võ thần ép vào tình thế này. Nhưng lúc Thương Lan Phúc đang khó khăn, Lâm Minh lại đột nhiên lên tiếng. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể chấp nhận anh làm đồ tệ. Đầu óc Thương Lan Phúc lập tức ngừng hoạt động. Tại sao? Là vì quyển Thương Lan kiếm quyết này. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nếu tôi có thể đọc thuộc nó, thì tôi sẽ có thể hiểu rõ hơn được kiếm chiêu của Thương Lan võ thần. Tôi không biết Thương Lan võ thần sẽ làm gì tôi. Nếu chúng ta còn có thể sống sót, mà ông ta vẫn muốn ép tôi, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến giữa ông ta và tôi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chẳng phải đã có được phần thắng rồi sao? Lần này Thương Lan Phúc hoàn toàn chết lặng. Anh không sao chứ? Lâm Minh nhìn ánh mắt đờ đẫn của Thương Lan Phúc, bình tĩnh hỏi. Không có gì. Thương Lan Phúc vừa mới lấy lại tinh thần nhưng lắc đầu liên tục, miễn cưỡng cười nói. Thần Y Lâm, nếu anh có ý nghĩ này, tôi chỉ đành nói cho anh biết, anh quá ngây thơ rồi. Suy cho cùng, bố tôi cũng là một trong 7 võ thần của Long Mạch dưới lòng đất. Có lẽ là một trong 7 người có thực lực và thiên phú mạnh nhất trong thế giới này. Nếu anh chỉ dựa vào quyển Thương Lan kiếm quyết mà muốn hiểu rõ được chiêu pháp của ông ta, thì tôi chỉ có thể nói anh đang mơ mộng hão huyền. Không được sao? Hoàn toàn không khả thi. Thương Lan Phúc lắc đầu, Lâm Minh trầm mặc. Nhưng người đàn ông đó thế nào? Đã không liên quan đến tôi nữa. Kể từ khi ông ta ép tôi đến nơi quỷ quái này, tôi đã cắt đứt quan hệ với ông ta. Thương Lan Phúc gượng cười, sau đó lấy ra mấy quyển sách trên người, đưa cho Lâm Minh. Thần Y Lâm, đây là sách võ công bố tôi đưa cho tôi. Con trai con gái của ông ta mỗi người đều có một bộ. Nhưng bởi thiên phú tôi không tốt, cộng thêm thân phận con riêng, nên tôi chưa bao giờ được ông ta hướng dẫn chỉ điểm. Tôi cũng là người có thực lực yếu nhất trong đám con cái của ông ta. Nếu Thần Y Lâm thực sự có ý nghĩ này, thì anh cầm đi. Có lẽ anh có năng lực hiểu rõ Thương Lan võ thần kia. Lâm Minh cầm lấy, tùy ý xem qua, sau đó gật đầu. Đã như vậy thì tôi chính thức nhận anh làm học trò. Cảm ơn sư phụ. Tập 856 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.